Công tác trọng tài là thứ được mang ra mổ xẻ nhiều nhất sau trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan. Thực tế đã chỉ ra, đây không phải lần đầu tiên Việt Nam gặp bất lợi bởi các quyết định của những vị vua áo đen đến từ Tây Á, hay nói trắng ra là bị sự ép. Mỗi khi biết trận đấu của đội tuyển do trọng tài đến từ Tây Á cầm còi, thì các cầu thủ lẫn người hâm mộ Việt Nam lại cảm thấy lo lắng vì dường như chúng ta không có duyên với họ. Nhìn lại chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup, chúng ta cũng có thể thấy và dường như trọng tài Tây Á đang trở thành cái dớp của đội tuyển Việt Nam. Hôm nay hãy cùng cảm sâu, ngược dòng thời gian, xem lại những vị trọng tài Tây Á đã từng cầm còi và khiến Việt Nam gặp nhiều bất lợi trong thời gian qua, trong suốt hành trình vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và cả AFF Cup. Yuzhis Tantashev, Uzbekistan, Ả Rập Saudi 3-1 Việt Nam. Rạng sáng ngày 3 tháng 9, Việt Nam bước vào trận đấu dự đoán đầy khó khăn trước Ả Rập Saudi tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra ngay phút thứ 3, tận dụng tình huống pha bóng không tốt của cầu thủ đội bạn, Quang Hải tung cú đá đầy quyết đoán làm tung lưới đối thủ. Những tưởng Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu thăng hoa sau bàn thắng này, thì cái dớp của trọng tài lại tiếp tục hiện hữu ở những tình huống then chốt của trận đấu. Cụ thể, phút 54, trọng tài Tantashev sau khi tham khảo VAR đã cho Ả Rập Saudi được hưởng một quả penalty và rút thẻ vàng thứ hai trước quyền thi đấu của Duy Mạnh. Trong tình huống này, Duy Mạnh thi đấu lăn xả và ngang cú dứt điểm của đối thủ xem lại pha quay chậm, bóng đã chạm đùi trước khi chạm tay của Duy Mạnh. Hơn nữa, Duy Mạnh đang trong đà soạt bóng và khó có thể thu tay kịp trong pha bóng này. Theo luật mới của FIFA, nếu bóng chạm tay cầu thủ sau khi chạm một bộ phận khác trên cơ thể thì trọng tài có quyền không thổi phạt. Nhưng trọng tài Uzbekistan đã không nghĩ như vậy và vẫn quyết định tham khảo VAR. Không chỉ một lần duy nhất mà ở phút 78, khi Quế Ngọc Hạ phạm lỗi với Ansari trong vòng cấm, trọng tài này ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m mà không cần xem VAR. Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim, Qatar, Việt Nam 0-1 Australia. Trận đấu thứ hai vòng loại thứ ba, thêm một trọng tài Tây Á nữa gây ra những bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Nhìn vào trận đấu này có thể thấy Việt Nam thi đấu rất quyết tâm, nhưng đáng nói chính quyết định không thuyết phục của trọng tài Qatar đã cướp mất cơ hội mở tỷ số, đồng thời cướp luôn một trận đấu mà ít nhất Việt Nam sẽ có kết quả hòa. Phút 27 tại Mỹ Đình, khi tỷ số đang là không đều, trong một pha tấn công biên, Nguyễn Phong Hồng Duy có cú sút căng bằng chân phải, hô về Ryan Grant bên phía đội khách đứng trong vòng cấm, xoay người sang bên phải để chắn bóng. Tay trái của anh khép sát người, nhưng cánh tay phải thì giơ song song với mặt sân, bóng đập trúng khuỷu tay khi Grant quay mặt đi. Cánh tay của Grant bị lực của bóng tác động đẩy ra phía sau rất rõ ràng, nhưng trọng tài Jassim đã không thổi phạt dù ông đã nhận tín hiệu từ phòng VAR rằng bóng đã trúng tay của Grant trong tình huống này và cần được xem xét lại. Pha bóng này có phần giống với việc Duy Mạnh bị thổi phạt đền ở trận Việt Nam thua Ả Rập Saudi. Khi đó bóng trúng đùi của Duy Mạnh rồi mới bật lên tay khiến anh bị thổi phạt đền và nhận thẻ vàng thứ hai. Rõ ràng quyết định không thổi phạt đền của trọng tài Jassim là một quyết định có phần nhẹ tay vì các cầu thủ đội khách hoàn toàn có thể nhận thẻ như cách mà Duy Mạnh từng bị trước đó. Quyết định này cũng khiến Việt Nam gặp bất lợi, từ đó dẫn đến trận thua 0-1. Mohamed Abdullah Hassan Mohamed, UAE, Trung Quốc 3-2 Việt Nam. Mặc dù trận đấu này trọng tài UAE không có bất kỳ quyết định gây tranh cãi nào, nhưng dường như cái dớp trọng tài Tây Á tiếp tục khiến Việt Nam mất điểm, thậm chí là mất điểm một cách đau đớn ở phút bù giờ. Về trình độ, rõ ràng Trung Quốc không mạnh hơn Việt Nam, nhưng họ hơn chúng ta vì có Gule. Chúng ta thua vì mắc những lỗi cơ bản như pressing tầm cao không đồng bộ, chọn thời điểm áp sát không phù hợp. Khi Trung Quốc đang kiểm soát bóng tốt mà chúng ta lại pressing tầm cao, dẫn đến việc các cầu thủ tấn công không tạo đủ áp lực lên hàng phòng ngự đối phương, mà chính hàng phòng ngự Việt Nam lại phải trả giá quá đắt. Chỉ từ một cú phất bóng dài của Trung Quốc, các vị trí của chúng ta đã bị tan tác, mỗi người một góc và bàn thua là không thể tránh khỏi. Mahathme Adham Mohamed Tuma, Jordan, Oman 3-1 Việt Nam. Bước vào trận đấu này, Việt Nam chưa thể có bất kỳ điểm số nào tại vòng loại thứ 3. Nhưng tiếc cho Việt Nam là ở trường gặp Oman, người cầm còi vẫn tiếp tục là một trọng tài Tây Á. Và cái dớp lại tiếp tục xảy ra khi ông có hai lần chia tay vào chấm 11m, thổi phạt Việt Nam. Rõ ràng, đây là chiến thắng xứng đáng cho Oman. Nhưng lẽ ra, Việt Nam đã có thể làm tốt hơn để chúng ta biết kiềm chế và chơi bóng đúng luật hơn. Nói vậy là bởi Việt Nam đã bị thổi tới hai quả 11m trong trận đấu này, đều bị cùng một lỗi, vung tay vào mặt đối thủ ngay trong vòng cấm. Đầu tiên là tình huống Tấn Tài vung tay vào mặt đối thủ ở phút 14. Rất may cho Việt Nam là Mohsin Ankhani đã sút penalty vọt xa, dù đã đánh lừa được Văn Toản. Điều đáng nói là Tấn Tài đã vung tay vào mặt cầu thủ Oman trong tình huống mà hậu vệ người Việt Nam đã tranh được bóng và chiếm được lợi thế. Nhưng cánh tay thừa thải của Tấn Tài sau đó đã không qua mắt được trọng tài. Tuy nhiên, kể cả khi có qua mắt được trọng tài, nhưng VAR vẫn còn đó. Ban đầu,
trọng tài đã khoát tay cho trận đấu được tiếp tục, nhưng khi xem lại VAR, ông đã thổi 11m cho Oman. Lần này, Salah Al-Yahyae đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 sau khi đánh lừa được Văn Toản. Với bàn thua thứ 3, Việt Nam gần như suy sụp và không thể tìm kiếm thêm bàn thắng trong những phút còn lại. Rõ ràng, việc bị thổi hai quả 11m chỉ trong một trận đấu cho cùng một lỗi không phải là ngẫu nhiên. Có vẻ như việc thừa thải tay chân đã là một thói quen với một số cầu thủ V-League, đặc biệt là các hậu vệ. Nhưng trên hết, việc bị trọng tài tay á thổi phạt là điều khiến người hâm mộ phải lắc đầu ngao ngán, vì nó xảy ra rất nhiều lần và theo cùng một kịch bản bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Mohamed Abdullah Hassan Mohamed, UAE, Việt Nam 0-1 Nhật Bản. Trận đấu này dù tiếp tục gặp phải trọng tài tay á, nhưng người hâm mộ Việt Nam có lẽ phần nào sẽ bớt lo lắng hơn khi có một sự trùng hợp thú vị. Chính trọng tài người UAE Hassan này cách đây 2 năm đã một lần không công nhận bàn thắng của Nhật Bản vào lưới Việt Nam. Và thật sự những kỳ vọng của người hâm mộ đã được đáp lại phần nào. Dù Việt Nam chỉ phải nhận thất bại suýt sao, nhưng ít ra nó không đến từ những tình huống thổi phạt bất lợi của trọng tài. Phút 40, tại lượt trận thứ 5 này, Nhật Bản có lần thứ 2 đưa được bóng vào lưới Tấn Trường. Người dứt điểm tung lưới Việt Nam lần này là Ito. Tuy nhiên trọng tài chính ngay lập tức được nhận tín hiệu từ phòng VAR và tình huống này cần được xem xét lại. Sau một khoảng thời gian xem xét khá lâu, trọng tài chính Hassan đã quyết định từ chối bàn thắng của Ito vì bóng đã xước qua Tanaka trước khi đi vào lưới, khi mà số 17 của Nhật Bản đang ở thế việt vị và tham gia pha tấn công. Có một sự trùng hợp vô cùng thú vị. Ở lần gần nhất Việt Nam gặp Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup thì người cầm còi cũng chính là trọng tài Hassan. Và cũng chính vì trọng tài này đã từ chối một bàn thắng của Nhật Bản vào lưới Việt Nam. Và trận đấu đó chúng ta cũng đã để thua Samurai Sun với tỷ số tối thiểu. Hatab Hana, Syria, Việt Nam 0-1 Ả Rập Saudi. Trong chuyến làm khách đến sân vận động Mỹ Đình, Ả Rập Saudi vẫn thể hiện được trình độ vượt trội so với đội chủ nhà. Mặc dù vậy, đoàn quân huấn luyện viên Eve Gena cũng chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng. Đáng chú ý trong hiệp 2, họ có thêm một lần nữa đưa bóng vào lưới, nhưng trọng tài đã không công nhận sau khi tham khảo VAR. Điều này khiến cho Ả Rập Saudi không hài lòng. Mới đây, nhà báo Fahad Anissa của tờ Al-Sadd cho rằng Liên đoàn bóng đá Ả Rập Saudi nên có những tác động lên AFC để cải thiện công tác trọng tài. Ai cũng biết là trọng tài ở vòng loại World Cup luôn điều khiển những trận đấu rất khó hiểu. Tôi có cảm giác họ muốn bẻ cong tình huống nào cũng được. Cá nhân tôi nghĩ rằng Liên đoàn bóng đá Ả Rập Saudi nên có những tác động lên AFC sau những vụ lùm xùm ở châu Phi hay những lá đơn khiếu nại của Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản. Và tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ làm thôi. Bởi nếu có quá nhiều đơn kiến nghị như vậy, AFC và FIFA buộc phải thay đổi và đưa ra lời hồi đáp cuối cùng. Ngoài ra, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ả Rập Saudi, ông Yasser Al-Mishan đã phàn nàn về tình huống Tuấn Anh phạm lỗi với Al-Farai và yêu cầu một hình phạt nặng hơn dành cho đội tuyển Việt Nam. Dường như, ở hai trận đấu gặp Nhật Bản và Ả Rập Saudi này, Việt Nam đã được hưởng một số quyết định thuận lợi từ trọng tài, nhưng chúng ta dường như vẫn chưa thể bù đắp những khiếm khuyết bề mặt chất lượng đội hình so với đối thủ. Anadva Saud Ali, Qatar, Việt Nam 0-2 Thái Lan. Nhưng tưởng cái giúp trọng tài Tây Á sẽ không còn quay lại ám ảnh đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm nay, khi ở vòng đấu bảng, chúng ta không thấy những tình huống thổi phạt bất lợi nào từ phía trọng tài. Tuy nhiên ít ai ngờ, giúp này lại xảy ra ở một trận đấu kinh điển. Phút 18 của trận bán kết, trọng tài chính người Qatar, Saud Ali Anadva đã bỏ qua lỗi đánh ngùi của Bumathan với Quang Hải, khiến cho các cầu thủ và các cổ động viên Việt Nam vô cùng bức xúc. Những pha phạm lỗi đáng nhận thẻ của Thái Lan thì đều bị làm ngơ, trong khi các cầu thủ Việt Nam liên tục bị thổi phạt. Phút 42, Saud Ali Anadva có quyết định gây tranh cãi khi chỉ rút thẻ vàng với thủ thành Chacha Putprom khi anh này rời bỏ khung thành, lao ra ngoài vào cấm để ngăn cản Văn Toàn. Cuối trận, đội trọng tài liên tiếp có các quyết định gây bất lợi cho thầy trò Panzer. Phút 71, Quang Hải có đường chọc khe hoàn hảo để Đức Chinh thoát xuống đối mặt với thủ thành Chachai, nhưng trọng tài biên đã can cờ việt vị. Pha quay chậm cho thấy tiền đạo đội tuyển Việt Nam vẫn chưa việt vị. Phút 84, trọng tài có phần nặng tay khi phạt penalty tuyển Việt Nam trong tình huống va chạm giữa Duy Mạnh và Supachai. Phút 93 của trận đấu, trong một pha tấn công của Việt Nam, Quang Hải bị Christian đổ đẩy ngã trong vòng cấm. Sau đó bóng còn chạm tay Wirathap, nhưng trọng tài không cho Việt Nam được hưởng một quả phạt đền nào. Có thể thấy, dường như chưa bao giờ người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thiện cảm với những vị vua áo đen đến từ Tây Á. Bằng một cách nào đó, họ luôn khiến đội tuyển của chúng ta gặp rất nhiều bất lợi. Các học trò của Panzer cũng với người hâm mộ cũng nên quen dần với điều này. Thay vì phản ứng lại rồi vô vọng, chúng ta cần có sự tiếp nhận nó một cách cởi mở hơn, biến cái dớp này thành sự thận trọng trong lối chơi. Vì khi thi đấu qua sân chơi do AFC quản lý thì rất khó để có thể né tránh những trọng tài đến từ Tây Á.